Wow. To nha. Cá gì vậy? Cá bông tượng này. Trời. Đây, cá to. Anh em tôi giờ đi qua xuồng nha anh em. À, xin chào mọi người. Bây giờ anh em mình lấy qua phà nha. Không phải phà Hậu Giang mà phà này phà làn kén nha. Phà làn kén nha. Không ba. Ba một cơ nha. Ba nha. Không chưa? Đây tài kia. Đây này. Đây mình bây giờ mình đưa bạn mình qua này. Nắm tay anh thật chặt. Giữ tay anh thật lâu. Chàng bên kia là cũng đồng đội của mình nha. Đồng đội của mình đang kia nó đang kịp túi kìa. Và đấy ở kia ông đang kịp túi. Hôm nay tụi mình đi giao lưu với mấy cậu, mấy chú, mấy anh ở trong bãi cháy. Rất mong mọi người cho một like, một subscribe, một chia sẻ nha. Anh em tôi đang đi xuống suối nha mọi người. Đẹp không? Anh em thấy đẹp không? Ồ, đường hơi gập ghềnh. Mọi người có biết là anh em tôi đang ở đâu không? Thiên nhiên Ba Tạng đấy. Đây là thiên nhiên Ba Tạng. Đây là đập ngăn nước để mùa màng cho người dân nha. Đánh sát nhảy xuống đi. Nhảy nhá. 1, 2. Bây giờ anh em tôi sẽ đi quay các anh đang con trai đài nha. Trai nha anh em. Sao sao được? Đấy, mẹ thôi. Đủ mẹ. Xin lỗi anh em nhá. Ôi, cá trắng kìa. Con kìa, con kìa. Mai lắm hê nè. Nhìn nó luôn mẹ. Đủ mẹ thôi. Con này quên mất lại cầm muối mì tôm xuống cắn ăn luôn nhỉ. Ui nhiều mà. Gọi cá nhảy ra. Gọi cá nhảy. Gọi cá nhảy. Bạn. Ôi, cá bông tượng, cá bông tượng. Đâu 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 đâu. Đâu. Cá gì? Cá cân gì bổ xuống ra nha anh em. Sao nó nhỏ ta? Ăn đây. Cái đấy ăn sống luôn. Ui đi ăn sống luôn. Cá này kinh dị nhá. Cá này hơi bị thịt ngon. Đâu 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 anh Thuyết. Đây cá kinh dị đây. Đây 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 đây. Mọi người có thấy cuộc sống anh em mình vui không? Nhiều lắm. Cá to lắm bên này à. Nhiều to cá to kìa. Đâu 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 đâu. Đây cá to nha anh em. Tao quăng cá tê bên này đây. Anh đưa vào mỏ. Ngon ngon ngon. Chỉ mất rồi anh em ơi. Ú, sao quá. Mình phải có khúc bổ không là mình đi rồi. Nguy hiểm quá anh em ạ. Wow. Cá gì vậy? Cá bông tượng này. Trời. Đây cá to. Đây bông chi là nhiều nha anh em. Anh đưa vào miệng anh đi. Từ từ. Đây bông tượng nha anh em, bông tượng rừng á. Sung đứa bé. Ai mua tôi bán 2 triệu ký nha. Cá đây. 2 triệu có người mua đó. Bó đây luôn. Mang nó làm thớm thôi. Ai chạc. Cắm bông tượng này nha. Wow. Tí lên cầm. To nha. Cổ tay luôn nè. Đó. Chất chưa? Chim trắng voi đỏ ơi. Ai giúp tôi đưa kịp sang đó. Bên kia sông người. Anh em vui không? Thấy vui không? Còn được nha, tôi nói. Gọi đò. Anh em có thấy cuộc sống anh em tôi yên bình không? Đây là ngày cuối tuần anh em. Gọi là dân dã mà. Dã nha. Dân dã.
Ôi trời ơi. Lấy cái gì? Cá chưa? Thấy chưa? Thôi. Mình đôi khi còn biết đánh ngắm nhá. Em quên rồi, quên lời nó rồi. Em tôi đang lên đường anh em. Đâm Sang đang cầm lá giang về. Lá giang làm gì Đâm Sang? À, xíu mình nấu canh chua các bạn. Ai, cá anh em tôi kéo lưới về nha anh em. Đây là lưới còn quăng trài anh em kia đang cầm về. Đụng là cá ngon không? Cái này là nướng sơ sơ các anh nhỉ? Cái này làm cá gỏi đúng không? Còn sống nha, tí nữa làm cá nhảy em. Đấy, bắp hoa chuối này. Mình phải dùng võ công mới lấy được. Trông thì mẹ một. Thịt bò nó gỏi hoa chuối rừng. Giới thiệu với mọi người thì bây giờ anh em tôi đang làm cái cá này thì cá người đồng bào ở đây người ta nói là cá này gọi là cá pính híp nha mọi người. Những ai mà chưa biết ăn cá nào bao giờ thì đến đây mình dẫn đi. Cái này là anh em tôi là nướng tái nha. Không phải nướng tái đâu. Ăn sống được. Xong rồi tí nữa anh em tôi sẽ lấy một ít ăn sống. Tại vì cái món này là cái cá này là ngon nhất nếu mà làm cá nhảy. Kiểu phong tục Tây Bắc, người Thái nha mọi người. Ở đây thì anh em cũng là người Thái hết. Nên là đây gọi là cá pính híp. Pa pính híp. Đấy, anh mở ra đi anh. Anh tên gì nhỉ? À, anh tên gì nhỉ? Ô, có mấy em nó hỏi anh tên gì này. Anh có chồng chưa? Alo. Anh có vợ chưa? Anh tên là Pratin. Đây cá nha anh em. Đó, cho em xin miếng. Mời anh em nha. Thử phát từ. Em ơi. Cô em quay đang đón anh với anh em con trai về. Anh em con trai đang về nha anh em. Đón. Cá nhiều không anh? Em đang mặc bẫy đây này. Bên cá bến. Đấy, cá này đầy rổ đây này. Đấy, cá này nghe. Ồ, phun luôn. Khít luôn. Đâu rồi, của anh Thuyết đâu? Đây. Xíu đổ vào nồi luôn. Đổ hết vào nồi. Này. Đây nha anh em. Cái này thì 10 lít thôi không ăn thua rồi. Nước lọc mình đầy đây anh. Anh nghiêng nó lên được không? Cái này hạn chế. Đây nha. Bây giờ là mình sẽ thả cá. Đây là cá thả lưới nha mọi người. Nước sôi rồi nha anh em, lá giang sôi. Quá. Đây. Quá sôi. Đây. Quá nhiều. Đây anh em cho cá vào nha. Này cái thằng keo nó nhiều thế. Chín rồi anh ơi. Ú, nó ra mười mấy rồi, 90 gì. Nó ra mười mấy. Quá. Đây nha. Đây là cái mày đừng có đuổi nhanh lên. Nhiều cá lúc cung nó nhanh lên đi. Đây là của ông anh nhá. Đây của ông anh đi trài nhá. Nhanh lên không nó như đi cái bòn lên này. Quá. Đâu một nửa thôi. Bỏ hết luôn. Quá. Hết luôn. Rồi. Rồi. Đấy thôi. Đúng rồi. Còn lại anh em tôi nướng. Đây nha anh em, tại vì đây mới gọi là đây là gọi là gì nhỉ? Giỏ hay là gì anh? Sách. Quá. Đây coi nha. Coi còn nhiều. Quá. Anh em ta đang ngồi nhậu nha. Đợi mấy ông anh kia qua. Để tôi quay. À đây. Quay cho cá thôi. Bây giờ là mình mời mọi người món cá nướng chứ nha. Ừ. Đây cá nướng mà chấm với cái muối ớt chỉ thiên này. Mời cho vai hợp lau về mời mừng để lau. Mời tất cả anh em nhá. Kiếp sướng thật bên này.
cái đó phải ăn thêm quả này nữa này. Đây là nồi à? Mệt luôn. Ăn cả quả thôi chứ nó còn quả. Bây giờ là cá này nấu canh là rang nha mọi người. Làm miếng luôn nhá. Làm như quá tham quá. Cá này không làm một miếng được. Một miếng là bỏng lưỡi chết. Giờ nhá. Làm nguyên con nha anh em. Không nguyên được mày ơi. Nguyên là chết. Đây, mình mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả anh em. Cứ để anh quyết thử đi. À lâu. À hay là anh thử đi. Thôi mình đi, mình đi. Thôi mời anh em đi. Chụp luôn. Đồ ăn. Mặn quá. Quá. Phải gì? Bá ngon. Cái đuôi nó này. Ăn không nó là càn. Cái đuôi nó vậy. Trong rừng không có chén. Làm miếng rượu vào nữa. Đúng rồi. Làm miếng rượu vào khẩu. Đấy là nước yêu nha anh em. Cái này là nước tăng lực nha. À, chào tất cả mọi người. Ai đi trước thì xóa. Mọi người, mình là Thất Nam Săn. Thì hôm nay thì cùng chú cậu rồi tất cả mấy anh ở đây. Mấy thằng đây, mình tên trả lời tên gì? Mình Thất Nam Săn. Thì rất là vui thì được đi cùng mọi người. Thì hôm nay là đi cùng mọi người ở đây thì mình xin mời mọi người nha. Mời mọi người một ly. Video cũng đã khá dài rồi. Và hôm nay anh em cũng trời sắp mưa nên anh em mình cũng chuẩn bị là về rồi. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người là đã ủng hộ, luôn ủng hộ anh em mình. Và anh em tôi thì cũng dừng video tại đây. Thì anh em tôi sẽ nhậu, ngồi ăn uống với mọi người. Chứ quay thì không tiện. Vậy nha anh em. Rồi, và mọi người đừng quên cái gì? Say, subscribe, like. Ok. Goodbye. See you soon. Ok. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Vậy nha.